chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Chiều nay hai chị em mình sẽ nấu chè. Bữa nay mình thiết kế nấu một món chè thật là đặc biệt luôn. Ở đây mình có bắp nè, khoai tím, khoai lang, bí, một khúc bí thôi chứ mình không có nấu nhiều. Với lại một nải chuối sim. Mà cái chú sim này để nó chín mùi luôn, chắc là ngọt lắm á chị Hồng. Cái chuối thì chút nữa em sẽ nghiền nó nhuyễn ra, xong mình cho bột năng vô, mình nhồi lại thành một khối bột, cái mình do tròn lại mình cho vô chè. Còn cái bí với khoai này á, thì mình hấp thì mình cũng nhồi bột luôn. Còn bắp với khoai lang thì mình sẽ lắc bột năng rồi mình đem đi luộc. Lên gọt cái bản này cho đỡ. Chị ấy bắp đi nè. Dao bén gọn khẽ lắm. Thì mình sử dụng một ít bí đỏ thôi, mỗi loại mình nấu một ít thôi chứ nhiều quá thì nó đặc á. Bữa nay mình nấu thiệt là béo luôn nha, hai trái dừa khô, rồi có thêm bột khoai bột bán thì mình đã ngâm sẵn rồi. Bữa nay là làm mà tự nhiên. Và cái bí này mình sẽ đem đi hấp, rồi mình nhồi bột. Giờ mình sẽ gọt cái củ khoai này luôn, tí nữa cái sắc miếng miếng ra mình để vô nồi mình hấp luôn cho nó nhanh. Cái khoai này nó không tím lắm chị, có hai loại, loại tím loại không nè. Nó hơi hơi ngọt chị, cái đầu vậy mà sao mình trồng nó lên ha. Vậy là mai mốt nó sẽ mọc củ nó lên nè. Hồi lúc bà nội còn sống là bà hay mua khoai này về cái cắt á, ghim vô mấy cái gốc dừa mục á, một năm sau là mình sẽ có khoai ăn. Cái này hồi lên cái màu chè chắc nó không tím lắm. Nếu mà nó không tím lắm thì hồi có thể mình hái ít lá cẩm, mình lấy cái nước đó mình nhồi. Rồi con cá em giải đùng đùng gì không? Cá tê đó bự. Mấy cỡ mấy ký chị? 3 ký không? Con đó hả? Ừ, chắc 2 ký mấy. Cá tê khó đó nha. Mình thấy nó bự nhưng mà thật ra cái mình nó dẹp. Trời ơi, nó giải nghe ghê không? Hay là nước gần lớn á chị Hồng? Đúng là nó biết á. Nó biết cá, nước lớn á. Cá lóc cũng vậy chứ gì. Bình thường không có nghe. Nước lớn có bắt đầu nó làm rầm rầm. Qua đang bảo có đi kiếm đồ ăn nữa không? Không. Tự nhiên trời đang nắng cái mưa, giờ nắng nữa muốn bệnh luôn chị Hồng. Trời này khó chịu quá, em đổ mồ hôi luôn rồi đó. Đang nắng mà mưa muốn bệnh. Mắt công đi đổ rác nữa. Khoai lang em nghĩ như nó chắc được như vậy. Nhiều quá, tại vì mình có nhiều món quá nè. Mỗi thứ ít ít thôi. Khoai lang này chị Hồng chỉ ngâm nước cho nó ra mủ nè, để khô nó sẽ bị đen. Cái bắp này chị Hồng chỉ cạy ra nè, chút nữa cái mình rửa qua một cái, đặng cho nó ướt ướt cái mình lăn bột năng cho nó dễ. Làm giống như trong cái thạch của trà sữa á chị. Rồi mình ăn nó giòn. Giờ mình sẽ rửa sạch cái khoai với bí này để đem đi hấp, sắc mỏng mỏng rồi mình hấp cho nó nhanh. Giờ chị Hồng chỉ bóp mấy trái chuối này cho nó nhuyễn ra, cái mình cho bột năng vô mình nhồi. Chuối để nguyên trái về bữa mình nấu canh kiểm á, ăn thấy cũng ngọt ngon lắm, nhưng mà bữa nay mình có thêm bột nữa. Nếu mà muốn màu vàng đẹp thì mình cho vô một chút nghệ,
thì nó sẽ ra cái viên chuối của mình nó đẹp hơn. Nhưng mà tại vì mình có bí rồi nên là mình giữ nguyên cái màu chuối luôn. Giờ mình cho bột năng vô. Nãy giờ mình cho bột vô cái chuối á chị Hồng, mình nhồi thành một cái khối bột rồi nè. Nó sẽ dẻo mịn giống như mình làm chè trôi nước á. Đó. Giờ hai chị em mình bắt đầu dò ở trong, thì mình bắt sẵn một cái nồi nước sôi để khi mà mình dò xong là mình sẽ đem luộc. Còn bắp với lại khoai lang á, lắc bột năng á thì mình luộc rất là nhanh, tại vì mình chỉ cần cho bột năng vô mình lắc là mình luộc thôi. Cái nồi chè này khó nhất ở cái chỗ là chuối á. Mình phải cho nó vừa chuối nè, vừa bột, chứ bây giờ chuối mà ít bột nhiều ăn cũng không ngon nữa. Cái viên này nó có bột nếp, nó nở quá hả? Nở ít rồi chị. Ừ, vừa vừa vậy á. Lớn vậy không? Cả đó. Lỡ đâu nó teo nữa thì sao? Đi giờ vô phụ dò với chị Hồng xem nha. Tôi sẽ qua đây em dò với. Ủa nắng. Vậy được chưa? Hay có cần khô nữa không? Đâu rồi chị ơi. Khô quá không ngon. Thì chị thấy nó còn mềm nè. Ừ, vậy được cả. Tại vì chuối nó không có phải cứng nhắc như mấy cái loại khác được. Mà cái viên chè của mình thì em nghĩ là có thể nó hơi bự hơn so với người ta. Đối với những người làm biến như em thì nên dò bự. Trời đất ơi. Cho nó nhanh hết bột. Còn ai mà xiên thì dò nhuyễn 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 từ từ. Đó. Nhưng mà chút nữa mình ăn cái chè là cái viên chè chuối này nó rất là ngon nha. Nó dẻo lắm luôn. Có viên này ngon. Ừ. Mấy cái loại khác cũng ngon nhưng mà nó không có bằng cái chuối, tại vì chuối là nó có cái độ ngọt. Mới đầu giờ nhỏ nhỏ sao làm như viên chè trôi nước rồi chị. Chị Hai lên rồi kìa. Vị cứu tinh của mình đã đến. Cứu tinh rồi. Chị ra phụ dò chè em nè. Đừng cười cười, ra phụ dò chè nè. Trời ơi. À, chuối. Chuối. Chuối hả? Ừ. Chị phụ dò đi em vô em coi cái khoai cái. Nếu mà nó dính thì lát bột năng thì làm sao? Có vị cứu tinh này, cái nồi chè này cần phải có sự giúp đỡ của nhiều người. Tại vì nó quá nhiều món nên là không có đủ thời gian. Chào cả nhà nha. Cái này mới quá. Nó hơi nhẹ nó để vô nha. Chị làm kiểu trứng chim hay gì nhỏ nhỏ không ạ? Để vô nó hơi bị chảy nè chứ. Giờ chị Hồng mình cho bột năng vô khoai lang nè. Mình lắc tẩm á. Tẩm bột. Tẩm bột xong rồi mình đem đi luộc. 5 giờ rồi hả? 5 giờ rồi chị, hơn nữa à. Nhiều chút nữa chị ơi. Nó phải áo trắng dày lên luôn á chị. Chị tiết kiệm quá, bán thêm miếng nữa đi. Từ từ để chị sốc quá. Khéo không còn hột nào nha. Sốc đi, mình lụm mình rửa lại. Chị định lấy thổ hả? Thuốc hay gì còn lấy thổ được, chứ còn cái này lấy thổ cái đem đi giục luôn rồi nha. Sắp đi cái mình lầm mình giữa cái bắp hồi cũng vậy hả? Cái bắp cũng y vậy luôn chị. Nhưng mà cái bắp mình luộc nó nhanh hơn. Còn cái khoai luộc nó lâu hơn xíu. Nên là bây giờ em sẽ đi luộc khoai trước quá. Luộc khoai. Đây được chưa? Được. Mình bắt nồi nước sôi gì mình cho vô mình luộc. Mình cho vô từ từ chứ không dám đổ ụt vô một cái nó sẽ bị dính chùm lại. Quà nước nó bắn lên. Cái này luộc cũng hơi lâu lâu xíu tại là do khoai lang. Nếu là củ sắn á, thì mình luộc hơi nhanh. Trong uống trà sữa á, thì mình có củ sắn và củ năng á. Cái loại đó mình có thể ăn sống được nên là mình luộc nhanh. Giờ tới bắp chị Hồng mình cũng cho bột năng vô để lắc. Cái bắp này thì nó dễ dính lý do là mình phải rửa nước nha. Rửa nước qua cho nó áo cái lớp bột năng này nó mới được nhiều. Còn nếu mình để khô nó không có dính bột năng được. Cái bắp này hồi vô nó trông lên cái trong nhìn nó như cái hạt lựu mà bóng bóng vậy. Nó có cái nhân bên trong. Đẹp lắm. Năng này. Ít cho nó dai.
Giờ chị Hồng mình nghiền cái khoai tím hồi nãy mình đã hấp sẵn rồi nè. Chỉ cho nước nóng vô để nhồi, để nó bị chảy. Trong cái nước này thì mình đã cho một chút xíu muối nè. Tại vì mình làm bằng cái bột tiệm không mà bột sấy á, nó sẽ có cái độ chua nên là mình cho miếng muối vô nó dằn lại. Nãy giờ chị Hai mình trong đây đứng bếp nè. Chị luộc mấy cái chuối giò viên á. Giờ ngoài kia chị Hồng đang nhồi khoai bí cũng giò viên giống về, rồi tí nữa cái mình đem đi luộc. Giờ có mẹ mình với cô Năm phụ nữa. Chị cứu tinh. Cái món này thì cũng dễ, nhưng mà thật ra cái công đoạn nó nhiều. Mình phải làm nhiều cái loại khoai, loại bột nè. Phải thật nhiều người thì mới nhanh được. Chị Hồng chỉ đang tạo hình cái này là bột của bí đỏ. Cái này thì mình cắt khúc. Khoai lang tím này thì mẹ với cô Năm do tròn. Nãy giờ mấy chị em của mình làm cũng sắp xong cái nguyên liệu để nên một cái nồi chè nè. Giờ chị Hồng chỉ cho nước dảo vô, mình nấu bột khoai bột bán, rồi mình cho đường chút xíu muối vô để dằn lại. Mấy cái khoai này thì mình đã luộc chín hết rồi. Chỉ cần cho bột khoai bột bán chín là mình cho khoai vô mình nấu thêm chút nữa là được. Ở trong này nãy chị Hai cho bắp vô luôn nè. Còn dư mấy hộp bắp á, mình để cho nó chín. Còn ở bên chỗ chị Hai thì đang luộc bắp với bột năng. Cái khoai này là khoai lang tím nên nó có cái màu tím nhẹ nhẹ nè. Nếu mà ai thích đậm hơn thì mình nấu nước lá cẩm á, mình cho vô. Cái nồi này cao á, nấu nồi chè này là vừa luôn á chị Hồng. Chị Hồng chỉ vừa cho cái viên chè chuối vô. Cái chuối của mình có cho chút xíu bột nghệ nè, nên cái màu nó hơi đậm hơn bình thường. Còn cái màu vàng mà mình dò dài dài đó là bí đỏ. Chị Hai mình đang luộc bắp nè. Ở ngoài chỉ áo bột năng, còn ở trong là bắp. Trời ơi, nồi chè của mình màu đẹp quá trời chị Hồng ơi. Cái bột khoai bột bán muốn nổi, mình nấu nước lá cẩm mình ngâm á là nó sẽ nổi lên, nó đẹp hơn nữa. Nhưng mà thấy màu quá nên là mình để cho cái viên khoai của mình nó nổi trội hơn á, mình để nó trắng luôn. Bí với khoai giống màu nhau hả? Không phải bí khoai chị ơi, bí với chuối. Bí chuối. Giờ chị Hồng mình nấu xong nồi chè, mình cho cái nước cốt vô cuối cùng nè. Quá ngon rồi, nhìn là biết béo tới béo luôn. Tới béo luôn á. Wow. Rồi mình tắt bếp nha. Để nó bị lên dầu. Nếu có đậu phộng rang rắc vô nữa thì càng ngon hơn, nhưng mà hôm nay mình không có chuẩn bị. Ngon vậy hả? Hấp dẫn quá trời luôn hả chị? Chè của mình đã nấu xong rồi nè. Nghe cái mùi thơm ngon béo ngậy luôn. Chị Hồng chị nấu chè ngon lắm á, nấu canh kiểm cũng vậy á. Từ hồi làm clip giờ học của chị Hồng được rất là nhiều món luôn á. Hồi xưa em đâu biết nấu nướng gì nhiều. Cái ở với cô Năm thời gian biết được mấy món kho món xào. Giờ qua chị Hồng thì biết mấy món ăn vặt. Cái chè của mình màu đẹp quá trời hả mẹ. Nhìn hấp dẫn ha. Buổi chiều nay ở quê mình vừa nắng vừa mưa nên chiều chật vật nó hơi mờ. Mình đang mưa lên mình ăn khô ràng rồi. Hồi trưa chị thấy nắng chang chang rồi mà mưa quá trời luôn ha. Đang ngồi nhà ủa gì kỹ ta đang nắng mà mưa. Em với chị Hồng lúc đó là đang ngồi bên đây. Lấy đồ luôn á. Rồi mời cả nhà cùng ăn chè với gia đình của mình nha. Thổi đi cả nhà dùng chè nha. Thổi đi con nóng lắm nha. Ngon quá. Thổi đi con. Mời cả nhà dùng chè với con. Con mời bà. Con mời bạn. Nhà cùng dùng chè với mình nha. Ủa cái này khoai gì ta? Cái này. Cái đó hả? Là chuối á chị. Chuối. Hồi nữa múc cho Dượng Năm miếng. Dượng Năm thích chè này lắm nè. Tại vì làm tất cả là bằng khoai bí không à. Cá trê của em á. Mẹ hồi hôm mẹ chài được cho á. Trong hồ á. Ngon quá rồi.
chị hai phụ mình xong rồi cái tối quá chị về trước rồi. Nãy chị múc chút xíu à. Cái nồi chè của mình đủ vậy nên nó rất là ngon. Chuối, khoai, bí, bắp. Ngon lắm luôn, có bột năng với bột nếp mà mình tạo nên một cái nồi chè rất là ngon. Lần đầu tiên nấu nhiều vậy mà ngon tới vậy luôn á chị Hồng. Béo không? Ngon dữ lắm ngon. Hai trái dừa luôn á. Nóng. Nhìn hấp dẫn ghê luôn chứ bộ ạ. Ngon dữ lắm. Cà rốt nói thích cục chuối. Cục nào cũng ngon á. Em khoái cái bắp á, cái cục trắng á, ở trong nó có bắp á. Nó giòn giòn mà nó đã lắm. Nãy ăn cái cục trắng ngon lắm. Ngon. Khỏi nha, nắm. Thảo My thích ha. Lạ miệng á. Nó không có ăn chè luôn cái này mà đây là nó thấy cô nó nấu ngon cho các anh ạ. Nó lạ miệng. Nói gì đó nó cho nó ăn chè đâu. Ngon quá, nắm nắm. Ngon không Thảo My? Ngon. Ngon hả? Cô mời ông bà cô chú ăn với con đi. Này. Mắc cỡ này. Mắc cỡ nó nhìn chị Lệ vậy. Chuối dai rồi ha. Chuối ngon á. Hồi nãy mắc cười làm cái chuối mà hai chị em giả mồ hôi hột luôn. Cái màu tím này cũng mềm lắm nè. Màu tím là khoai lang tím á mẹ. À cái chuối nó nhão nhão á mẹ, mà mình để bột ít cái nhồi không tới nó nhão hoài à. Còn với chị Hồng nó giỡn biết sao, mẹ với chị Hồng nói làm sao. Giờ mình đem hấp rồi mình sắt mình để vô. Cái con mới nói cái món chè này không phải vậy. Ăn hết đi mày múc nữa cho. Con Nam hỏi chú là cái nào? Cái viên tròn đó con Nam, viên tròn vàng á. Cái này phải không? Còn viên dài vàng là bí. Em chưa ăn cục bí á. Có khoai lang trong đó nữa nhưng mà hột lựu nhỏ. Mà mình ăn vậy nó đủ vị, cái vị giác của mình nó sẽ ngon hơn. Cái thì dai, cái thì giòn, cái thì mềm. Cúp xin chén cho ông Thanh nha. Dạ. Chút nữa em cho. Nhiều mà bữa nay em nấu nhiều lắm. Nãy ăn cái bất cứ này. Chào cả nhà, chào cô. Thì bữa nay cà rốt và kiwi rất là vui khi về nước mà được nhận món quà của cô gửi tặng nữa. Bữa nay cô gửi cho cà rốt là 1 triệu và kiwi 1 triệu. Thì kiwi đi xuống nhà bà nội chưa về á, nên là mình gửi cho cô Năm giữ cho kiwi, còn này là bà gửi cho con. So let's apologize. So let's start with the warm greeting. I hope that you're still doing great out there. And today I received your gift with this money. And I honestly, I really appreciate all the gifts that you sent me over the years. Each gift is a manifestation of your love and care. For me, your appearance is genuinely grateful to me in my life, since you always support and being there with me and support my aunt as well. So in conclusion, I hope that I wish a good wealth to your family, and I hope that we will have the opportunity to meet in real life. So we can have a meaningful conversation as I always say. Đây là 1 triệu của cô gửi cho Kiwi. Cô gửi quà. Kiwi nó đi với nội nó thì à, em cũng cảm ơn chị, năm nào chị cũng cho tiền hai đứa cháu. Em không biết nói gì hơn. Em chúc chị mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Dạ em cảm ơn chị ạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều vì cô đã quan tâm đến gia đình của con cũng như đến hai cháu con của chị Liễu. Gửi năm nào thì cô cũng gửi quà cho hai cháu rất là vui mừng. Con cũng không biết nói gì hơn thì con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô. Con chúc cho cô được nhiều sức khỏe.
con chúc cho tất cả quý mạnh thường quân đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.